đánh bại được phe của Metsubo Jinrai kết thúc xin cũng như Holy những kẻ thù kẻ chủ mưu trong tất cả mọi thứ đã dần lộ diện Gai Amatsu, hắn ta là chủ tịch của tập đoàn Zaya, một kẻ thù mới của Zero One đã chính thức lộ diện Cũng có một chiếc driver tương tự như Zero One driver, hắn chuyển hóa thành Cover Bowser Một trong những kẻ vô cùng nguy hiểm, với một thanh gươm có khả năng hút đi sức mạnh của kẻ khác Sau khi có được gần như toàn bộ sức mạnh từ Zero One, sức mạnh mạnh nhất những sai của Shining sao Hopper, hắn ta đã tạo ra một chiếc Pro Key hoàn toàn mới để vô hiệu hóa sức mạnh từ Zero One Driver, đóng sự liên kết của nó với những Pro Key khác. Metal Cluster Hopper, sức mạnh của một bầy châu chấu càng quét tất cả mọi thứ, được chế tạo từ loại hộp kim cứng nhất mà Hidden Intelligence đã từng chế tạo không những cứng cáp nó còn khả năng linh hoạt chuyển đổi từ thể rắn sang thể lỏng và chuyển hóa thành hình dạng những con châu chấu nhỏ tạo thành một bầy châu chấu bay quanh Metal cluster Hopper tạo hình là một con châu chấu khổng lồ với kích thước roraiki lớn gấp rưỡi như chiếc roraiki khác khi chuyển hóa nó sẽ đóng phần đuôi của roraiki đè lên zero one driver cũng là khả năng amatsu gai mong muốn vô hiệu hóa zero one driver sau khi chuyển đổi giống như tình trạng của zero one driver aruto cũng bị áp thâu tóm hắn ta vô hiệu hóa hoàn toàn tất cả hành động của Aruto chuyển hóa Zero One trở thành một kẻ cuồng bạo tấn công tất cả mọi thứ ở trước mặt và đặc biệt nhất là bầy châu chấu được tách ra từ bộ phận giáp Metal Cluster Hopper có tạo hình cũng như màu sắc vô cùng đơn giản là một màu kim loại bao khắp cơ thể với những viên xanh lá xen kẽ vào những vị trí quan trọng tạo hình đơn giản nhưng vô cùng ngầu Sức mạnh của nó thì không phải bàn cãi Khi bầy châu chấu tấn công và sâu xé tất tất cả những kẻ cản đường hắn khả năng chính của bầy châu chấu khi tấn công là ăn mòn tất cả kẻ hù ngoài dơ với sức mạnh cứng cáp từ ray horn còn lại tất cả những kẻ hù khác đa phần sẽ đều bị ăn mòn bởi sức mạnh cluster hopper nhưng bầy châu chấu không đơn giản như vậy khi hóa lỏng chúng có khả năng chuyển hóa thành một chiếc khiên vững chắc bảo vệ zero one trước mọi đòn tấn công nguy hiểm từ kẻ thù và tạo ra rất nhiều hình dạng biến hóa khôn lường từ những ngọn thương hành gươm tấn công cũng như những cục gai dài áp đảo hoàn toàn kẻ hù cho dù là cận chiến hoặc chiến đấu từ xa. Điểm yếu lớn nhất từ bay châu chấu cũng là một phần tạo nên bộ giáp của Zero-One. Tận dụng điều này, Bowser đã có một đòn đánh lén khi lao về phía sau của Zero-One nhưng hoàn toàn bị anh vô hiệu hóa trong trạng thái bị kiểm soát Metal Cluster Hopper cốt đồn tất sát làm nên thương hiệu của á khi khống chế Aruto thì đảm châu chỗ máy tạo chúng thành hai bản thể khác nhau trong trạng thái này Zero One có vẻ không được bất kỳ ai bảo vệ hai bản thể này lao lên và ra hai đòn ra để kích vào những cái thù riêng biệt đòn này sẽ giúp anh tấn công cũng như vô hiệu hóa trong phạm vi vô cùng lớn luôn bị mất kiểm soát trước sức mạnh ác tâm từ Art. Izu cũng như Zia đã dùng sức mạnh của tất cả những dữ liệu về sự tích cực của Aruto, tình cảm của anh dành cho những hiệu minh kia. Sau khi kiểm soát được sức mạnh, anh sở hữu thì thanh gươm Rorai Hopper Black chuyển vị trí của Aruto từ trong vệ tinh Art đến vị trí của Zia giúp anh hoàn toàn khống chế được hình dạng này ở hình dạng đã kiểm soát tất cả những khả năng vẫn giữ nguyên như cũ Metal Cluster Hopper còn có khả năng sử dụng cặp song kiếm từ thanh gươm vừa tạo ra cũng như thanh caliber ban đầu kết hợp chúng để tạo thành một thanh kiếm dài với hai lưỡi kiếm ở hai đầu ra nhát kiếm đầu tiên với năng lượng từ Metal Cluster Hopper nhát kiếm thứ hai lấy sức mạnh từ thanh caliber và nhát kiếm năng lượng cuối cùng lấy trực tiếp sức mạnh từ Rory Hopper Black dán ba đòn trực tiếp vào kẻ thù khiến tất cả bọn chúng đều hủy hủy diệt Don Rider Kick của Aruto có đôi chút thay đổi Anh không còn tạo ra phân thân mà biến châu chỗ mái trở thành một mũi khoan trước mặt kẻ thù Sau đó lao lên tấn công thêm mũi khoan và khoan kẻ thù từ bên trong